Lò rèn ngon nè, lối đi riêng cũng ngon. Lô kìa, lô riêng có rồi. Tam hợp anh, tam hợp với lại cuồng đao rồi, combo á. Đánh siêu du hoặc là siêu fan. Cái tên anh lên đầu anh cho nó cầm rồi chắc chắn nó chết thôi. Bây giờ cuồng loạn kìa, lấy luôn đi. Ra con rồng nào cũng chơi được hết á, tại vì rồng nào cũng cầm được. 8 con. Mua đồ hiệu rồi, up level 8 rồi level 9. Cần bay kê, oxy không cần bay kê. Nón thì không cần, cần sujin anh. Cần nó sujin. Đồ mana thì cũng được, nước mắt rồi. Ở à, đây. Ồ, ngon. Đẹp quá, oxy, làm quá. Không lẽ làm oxy ba. Lấy con Savanna về, anh tạm thời anh bỏ được con sen với con Soraka. Ừ, đúng rồi, con Savanna luôn. Được. Kéo một con tướng xuống cover, nó. Tạm thời cứ giữ đi, anh up 9 được không? Anh giữ up 9 bỏ được. Cái để này cho con sen Luna. Bất tử anh. Để gì đâu cái đồ bất tử này. Ờ, còn. Ờ, được. Đâu rồi. Đúng không? Ừ. Hợp lý đó. Không, tại vì có con nè, được 3 sao nè. 3 sao được, anh có Neko mà anh lỡ lo gì? Neko mà. Để con này thôi. Ờ, bây giờ hiện tại đó, mình up 9 là mình quăng con bài kiểu nữa thôi, hết bài rồi. Soraka nghĩ không cần đồng đồ hình này. Anh giữ Kim Long để lấy bất tử anh ạ. À. Giữ Kim Long để lấy cái đồ bất tử, bỏ cái đồ bất tử uổng lắm. Anh tính nói là cái tam hợp có thể cho Yasuo nhưng mà giờ rồng 2 rồi, thôi để rồng 2 đi. Giờ rồng 2 này kẹt cái hơi bị đau. Giờ lên 9 thôi, kiếm vô một bạn. Dạ, lên 9 rồi. Hiện tướng rồi. Có cái tam hợp có thêm máu, thêm giáp đồ, Yasuo nó chém đâu chết được con ấy đâu. Bỏ Volibear luôn đi anh. Trời, Volibear có lên 2 cũng vậy. Ờ được rồi, lên 2 được càng mừng. On vậy anh. Ờ. Làm được rồng 3 em thiệt em được anh lên 9 là anh roll ở anh roll ở level 10. Ba ngon. Chờ counter cho anh lên 9 là anh roll ở level 10. Có zone 2 rồi. Adam. Rồng khạc đam to mà có diệt mà. Thật ra thì cái ăn chí mạng hay cái nấu có thể ngon hơn nhưng mà cái diệt đánh cuối game này nó khỏe. Còn cái rồng Sivana thì bây giờ đánh theo kiểu nó đứng cho nó tăng. Rồng tăng 8 tiền chắc đâu thể nào mà so sánh với rồng tăng 10 tiền được. Nó mới bút đam á. Trước là chỉ có tăng thôi, bây giờ là vừa tăng vừa đam luôn, cả hai luôn. Tại vì để sao đánh Auxin mà không cần bay ke với Soraka là tại vì Auxin này kết hợp với ân bạc nó choáng lại hoặc là Zoe nó gây CC khó chịu á, rồi con Auxin nó khẽ là chết hết rồi. Còn đánh Sifan nó cần mấy con bay ke với kiểu rồi Soraka bút máu rồi, bắt đầu đánh Auxin thì không cần. Auxin cái đi rồi. Ve đồ đẹp, ve đồ ok. Có thể có gồng 3. Thề chết đường con nữa. Thua con rồng. Ừ, tạc chết được. Ê, tạc chết được là có khi khè chết Silas nha. Nếu nó tạc chết không kịp là khè chết Silas đó. Tại vì nó có bút rồng. Còn Silas nó gồng giáp lên, nó có cái giáp lửa đốt. Hai thằng đều có giáp lửa mà Silas nó có giáp ảo. Đen. Hai thằng đều có giáp lửa mà Silas nó có giáp ảo. Lấy là ngon. Yeah.
Solary thôi, Solary thôi. Con luôn người ta, con nè. Ý con chính chứ anh, ủa? Không muốn luôn hả? Phải bỏ bạc hả? Không. Qua đâu quái là anh lên chín, anh có khoảng đâu đó là ba mấy tiền á, rồi anh roll tỷ lệ anh kiếm mấy con 5 tiền 2 sao nhiều, anh kẹt con Yasuo cũng bạc đâu nữa đó. Nếu mà không được con không được máy thì nếu không được rồng ba thì kẹp được bạc hai Yasuo hai gồng em không đánh gồng nè, bởi anh phân văn hồi nãy đến tiền coi là không một lần mua nó tới 10 tiền lần anh ra thì đấy chắc chắn nó sẽ ra, nhưng vấn đề là có tiền để mua hay không có là vấn đề anh, tại vì nếu đấy phải như con 5 tiền nó là 10 tiền, vấn đề là sợ là thì ý là anh tính con nó level 8 á, à level 8 mà con nó là 8 chắc hơn nó chắc hơn đồng thời chờ không gặp anh có rồi. Đỡ cỡ bây giờ bắt buộc ngay không quan tâm, bố mày càng ngao xin đếp càng sợ mà tụi này sắp số 2 làm bản nhãn coi, làm clip coi. Đấy bỏ đi anh tích tiền anh, bỏ đi tích tiền anh. 2 đồng em, mình nói lên 2 mệt nha. Không sao kể, mình tích tiền. 2 đồng. Ui. Ăn cơm rồi ba. Con A2 đó đồ này ok á. Ai chứ đi khi á. Ê, con xôi bên này anh làm hết luôn em. Ủa sao anh không lên 9? À, anh lên 9 không có đủ tiền. Để tí cao nữa. Ấy lên 9 run rồng nó dễ hơn á anh. Hai con nữa là đủ đúng không? Hai con nữa à? Để em nghĩ là nên run 8 không ta? Thôi lên 9 cho chắc anh thôi. Bây giờ chắc lỡ cỡ rồi. Lỡ lên rồi lên luôn đi chứ bây giờ tự nhiên đi run 8 thì nó kỳ lắm. Một con, hai con nữa, hai con. Con có bạc vô. Ừ. Ừ, anh xin. Vậy. Ờ, cứ để đây. Giờ bạc 2 nó vẫn ngon hơn. Số 2 rồi. Ai thấy nhiều nhà show quá. Còn thôi, hai con. Trong kia không ai đánh luôn, không ai đánh con rồng. Ở kia luôn.
con Sivana nó làm hết á, thì ha từng con rồng ra luôn. Sivana hay sao ảo, Sivana ảo ghê nhỉ, Sivana làm hết. Chết em, chết em. Bốn thằng. Ê. 26% mấy nha, không có thằng nào đánh ao xin đó nha. Một con nữa. Tốn tiền quá. À lấy con bay kê thay con bạc luôn, roll luôn anh. Sắp đấy rồi anh, lấy bay kê thay con bạc roll luôn. Không phải nãy mạnh không. Trời ơi không bán à. Để mấy thằng nó chết con thôi. Nữa một con nữa cái này chết không ra được cục ba nha, nó chết nha mấy em. Không quá mạnh, nó mạnh 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 đúng rồi, rồng rồng hai có hai đồ mà. Con Kiona của anh nó không chết kìa. Bina nát quá trời em. Ác thiệt. Kiona này kinh nhờ. Đưa ra cầm bút rồng của bác tử hả? Ráng anh, con cuối rồi đâu, sao đâu cuối rồi. Cuối cơ rồi. Đây rồng 2, đây là anh nhập bóng đó mà. Có luôn em. Mạnh để mình bán ra. Đang Corona không. Bỏ mấy con 5 tiền đi anh, chấp nó một rau được không? Anh nghĩ là anh sợ anh thắng không nổi nó luôn á. Thắng không nổi đúng rồi. Corona của anh khác. Đó đâu này nó xui, con Sivana quýnh ngay chăng con đó. Chết nó, chết người ta, nó chết người ta. Cục máu nó thua luôn. 42 máu không chết đâu anh, 42 máu không chết đâu. Em anh nghe nó kìa, nó anh sợ nó chết á. Sợ nó chết á. Nó sợ nó chết rồi. Ờ nó chết rồi. Chết con Sivana đi, đừng, đừng. Hay quá, đừng. Ờ chưa. Chưa. Đánh mà sợ người ta chết rồi. Bỏ 5 tiền, bỏ bạc đi anh, bỏ bạc đi. Bỏ bạc đi. Anh còn chưa ra mà. Bỏ bạc đi. Ừ. Rôn. Bỏ xin nữa rồi. Đó. Má cái thằng. Đồ hàng hả? Hàng. Có đồ hàng hả anh? Ừ.